TV Star hân hạnh giới thiệu bộ phim TTD phá kỷ lục về tỷ suất người xem của năm 2016. Học võ công thì nắm đấm phải mạnh nhưng lòng dạ phải mềm. Có nghĩa là học võ công càng giỏi thì càng phải biết lượng thứ và bảo vệ những người xung quanh. Những pha hành động đẹp mắt, đề cao tinh thần hào hiệp, trượng nghĩa. Còn dám ở đây cản đường cản lối được hay không này? Các anh không phải là anh hùng thành trại sao? Có hai người ở đây, tại sao em lại chết chứ? Nói đi. Nào từ đây đi. Đừng bỏ lỡ bộ phim TVB Anh Hùng Thành Trại lúc 21 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11.